Bà họ Nghiêm là vợ tiến sĩ Đàm Thận Huy, người xã Hương Mặc, huyện Đông Ngàn, Phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Bà luôn ở bên cạnh và chăm lo cho chồng khi ông làm quan lớn trong triều, cũng như tham gia nghĩa quân chống lại Mạc Đăng Dung. Khi tiến sĩ Đàm Thận Huy mất, bà cũng tuấn tiết theo chồng. Đàm Thận Huy nên duyên cùng phu nhân họ Nghiêm từ khi ông còn là chàng học trò đang rùi mài kinh sử, chờ ngày lên kinh ứng thí. Bà luôn chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho chồng để chồng yên tâm học hành và tham gia khoa cử. Đêm về khuya trời càng lạnh hơn, mình phải giữ gìn sức khỏe, kẻo ốm mất. Không sao, tôi khỏe mà. Mình đi nghỉ trước đi. Thấy mình học hành vất vả, tôi thương. Sao mà ngủ được? Tôi chỉ lo học, làm sao vất vả bằng mình. Mọi việc trong nhà do mình một tay cáng đáng. Tôi cảm ơn mình lắm. Tôi sẽ cố gắng học hành, sắp tới đi thi, mong sao đỗ đạt thành danh. Khi đó mình sẽ đỡ nhọc hơn. Tôi mong mình đỗ đạt để toại nguyện chí trai. Còn tôi phận nữ theo chồng, được mình yêu thương thì vất vả mấy tôi cũng vui. Đàm Thận Huy đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, rồi ra làm quan dưới triều Lê, trải 6 đời vua, kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong triều như lễ bộ thượng thư, hình bộ thượng thư, công bộ thượng thư, tước Lâm Xuyên Bá, lại bộ thượng thư. Trên từng bước tiến trong quan trường của chồng, Nghiêm phu nhân luôn âm thầm lặng lẽ ủng hộ chồng, là hậu phương vững chắc quản việc nhà để chồng yên tâm làm việc nước. Phu nhân có nhà không? Dạ thưa ông, phu nhân đang làm cơm dưới bếp ạ. À, để con mời phu nhân lên gặp ông ạ. Không cần, ta sẽ xuống bếp. Ông về khi nào? Sao lại xuống đây? Tôi mới về, nghe người nhà nói bà đang nấu ăn nên xuống xem. Tôi đang làm món bánh đúc lạc mà ông thích ăn. Ông chờ một lát cho nguội, tôi sẽ bảo người mang lên cho ông. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, việc bếp núc đã có người ăn kẻ ở làm. Bà đường đường là thượng thư phu nhân, mà hầu như ngày nào bà cũng xuống bếp thế này, thực là vất vả. Tôi biết ông kén ăn, lại phải làm biết bao công việc của quan thượng thư, nên tôi muốn tự tay nấu những món ông thích để ông ăn được ngon miệng. Và lại, tôi ở nhà cả ngày, các con cũng đã trưởng thành hết rồi. Tôi còn có việc gì để làm nữa đâu. Nấu ăn chờ ông về, tôi thấy vui hơn nhiều. Thôi, tùy bà. Miễn là bà vui, thì bà cứ làm. Nhưng hãy để đám người nhà giúp. Đừng làm nhiều quá, mà tổn hại sức khỏe. Ông yên tâm, mệt tôi sẽ nghỉ. Ông không cần lo. Khi vua Lê Chiêu Tông chạy khỏi kinh thành, Đàm Thận Huy cùng với triều thần nhận mật chiếu của vua tập hợp nghĩa quân ở Bắc Giang để chống lại Mạc Đăng Dung. Nghiêm phu nhân cũng theo chồng chăm lo việc trong quân thời gian khoảng 3 năm. Các chị hãy nhanh tay lên, sắp hết giờ luyện tập của các nghĩa binh rồi, chắc họ đói lắm rồi. Dạ vâng, thưa phu nhân. Tôi lại làm khổ mình rồi, khiến mình phải vào nơi rừng thiêng nước độc, lại vất vả chăm lo cho quân sĩ. Tôi thực là có lỗi với mình. Ông nói gì vậy? Chúng ta là vợ chồng ngót 40 năm trời mà ông nói lời khách sáo vậy sao? Chúng ta ở với nhau từ khi ông còn là học trò, rồi làm đại thần trong triều. Có khó khăn vất vả nào mà chưa từng trải qua? Tôi là vợ ông, tôi sẽ cùng ông sống chết, cùng ông vượt qua kiếp nạn này. Kiếp này, Đàm Thận Huy tôi vinh hoa phú quý đã trải qua, công thành danh toại đủ cả. Điều tôi mãn nguyện nhất chính là có bà kết tóc xe duyên, sống cùng tôi đến đầu bạc, cùng tôi chịu cảnh gian nan thế này. Chúng ta là vợ chồng, đồng cam cộng khổ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Sau hơn 3 năm khởi nghĩa chống lại Mạc Đăng Dung, do việc không thành, Đàm Thận Huy phải uống thuốc độc tự vẫn. Năm ấy, ông 64 tuổi.
Nghiêm phu nhân phần vì buồn bã thời thế, phần vì nhớ thương chồng, bà tuẫn tiết theo ông. Đến đời Lê Trung Hưng, thấy Nghiêm phu nhân theo chồng mà chết, vừa giữ đạo vợ chồng, vừa chọn nghĩa vua tôi, tiết nghĩa vẹn toàn. Triều đình ban sắc phong truy tặng cho các mỹ từ là Đoan Trung, Ý Hạnh, Trinh Thục, Mỹ Đức, Phương Dung, Cần Tiết, Thuần Hòa, Cung Thuận, Từ Di, Hiếu Kính, Từ Đức, Khiết Hạnh, Thục Nghi, Đoan Dung, Triệu Phúc, Dụ Trạch, Thuần Nhất, Nhu Hòa, Khoan Hậu, Trang Đức, Ôn Hòa, Từ Ý, Chất Mỹ, Phương Tư, Trí Đức Hoàng Hậu.